Alo, tôi nghe đây. Ai vậy? Anh yêu khỏe không anh yêu? Bé yêu của anh đây. Anh đang làm gì vậy? Xin lỗi nha, cô nhầm số rồi. Alo, tại sao cô lại có số điện thoại của tôi? Tôi đã nói với cô là chỉ chơi qua đường thôi, tiền trao cháo múc. Bây giờ cô gọi tôi như vậy là sao? Cô muốn cái gì? Gì dữ vậy? Điện thoại anh liền dưới đất cả đêm. Chuyện tôi biết số là chuyện nhỏ thôi. Sắp có chuyện lớn đây, không lo. Nè, tôi không có rảnh để lằng nhằng dây dưa với cô nha. Bây giờ cô muốn cái gì? Tôi chặn số của cô à? Thì em đổi số. Mà anh có đổi số thì em cũng tìm ra hả? Đố anh thoát khỏi tay em đó. Ok, vậy bây giờ cô muốn cái gì? Từ từ bác sĩ Kim. Ái nữ của tổng giám đốc đang ngồi ở ngoài bàn đợi anh đó. Đừng có giận quá mà mất hôn, bị phát hiện bây giờ. Nếu lỡ mà cô ta phát hiện ra thì chết cả hai. Cái gì? Cô đang ở đâu? Cô đừng có giận mặt với tôi kiểu đó nha. Cô đang ở đâu? Thôi, như vậy đủ rồi. Em gửi cho anh mấy cái tấm ảnh làm bằng. Mà là bằng chứng á. Không thôi anh nói em điên, ăn nói lung tung. Mà công nhận nha, body của anh đẹp lắm đó. Vậy nha, bye bye anh yêu. Cầm lấy uống cà phê. Cảm ơn bác sĩ. Anh chỉ cần căn dặn cô gái đó làm theo những gì tôi nói với anh là được. Xong việc tôi sẽ bồi dưỡng sau. Bác sĩ yên tâm đi. Chuyện bác sĩ giao tôi sẽ làm trọn trách nhiệm. Không để bác sĩ thất vọng đâu. Cảm ơn anh. Ủa, anh, ai vậy anh? Phải cái người mà kêu mình hại bác sĩ kia đúng không? Không phải chuyện của mày, mày đừng có hỏi. Mày hỏi nhiều để làm cái gì? Thì hỏi cho biết thôi mà, làm gì dữ vậy? Biết nhiều càng gặp rắc rối nhiều. Chuyện của thằng bác sĩ sao rồi? Em đã làm theo đúng ý anh rồi. Em phá anh ta mọi lúc mọi nơi. Tốt. Nè, nhưng mà nhớ phải cẩn thận đó nghe. Đừng có để lộ cái đuôi ra đó. Nó bắt được cái đuôi là chết cả đám. Anh cứ yên tâm đi, em không để hắn ta nhận ra mình đâu. Alo. Anh, cho đạo tới ngay làm chuồng chó nhanh. Được. Tới liền. Nè, ra cái năm chuồng chó đi, khách đợi ngoài đó. Địa chỉ ở đâu? Thì mày đi đi, tụi tao nhắn tin. Như tôi vừa trình bày xong, bên cạnh mô hình đào tạo bồi dưỡng lực lượng bác sĩ tại chỗ, chúng ta cần phải hết sức chú ý về công tác thiện nguyện cho cộng đồng dân cư có mức thu nhập thấp ở các vùng sâu vùng xa. Điều này tuy nhỏ nhưng nó sẽ để lại tiếng vang lớn, và đó cũng là mục đích mà ngành y chúng ta hướng tới. Để tổ chức như thế nào cho hiệu quả, tôi xin trình bày phương pháp cụ thể như sau. Xin lỗi, tôi quên tắt điện thoại.
Có lẽ là một cuộc gọi khẩn cấp. Tôi xin phép. Alo, bây giờ cô muốn cái gì? Cô làm cái gì vậy? Em đang ngồi nhập số điện thoại của tổng giám đốc và cô Uyển Lan nè. Để em gửi những tấm hình mà em với anh từng âu yếm với nhau cho họ coi đó. Khốn nạn, cô. Xin lỗi, em là loại người như vậy á. Nhưng mà cũng được anh ôm ấp vuốt ve ha. Toàn hình đẹp và độc để em gửi luôn cho anh ha. Ok. Anh yêu, giờ sao ha? Sau buổi họp này, tôi sẽ gặp cô. Không, bây giờ em không cần tiền. Thôi mệt cô quá vậy, bây giờ nói tóm lại là cô muốn cái gì? Thôi, anh cứ vô thuyết trình về cái mô hình thiện nguyện của anh đi. Ngoan đi, bé yêu thương. Nhưng mà anh phải đặt điện thoại trước mặt để nhận tin nhắn của em đó nha. Trời, cô đừng có đùa giỡn với tôi kiểu đó nữa có được không? Đây là mệnh lệnh đó anh yêu. Hãy làm theo yêu cầu của em. Đừng chọc em nổi sùng mà. Không là em rung tay em bấm lộn phím là cả phòng họp sẽ xem những tấm hình của em và anh đó. Ok, ok, ok. Cô cứ bình tĩnh, được chưa? Bye bye. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn mọi người. Tôi xin phép được nói tiếp. Giờ... Nếu như nói về mô hình thiện nguyện của ngành y của mình, theo tôi được biết, hiện nay ngay như huyện gần ta nhất, cách chúng ta chỉ có 30 km, tỷ lệ bác sĩ ở đó trên 10.000 người chỉ là 1.5, quá thấp so với dự toán là 10 đến 15. Tốt rồi, cứ trợ mắt há hốc miệng như vậy đủ 10 giây nha. Thiếu giây nào em bù hình vào giây đó cho đủ. Xin lỗi, tôi không được khỏe. Dạ, tôi xin trình bày tiếp về tình hình sức khỏe của người dân ở huyện đó. Ra ngay khỏi phòng họp, không cần giải thích. Cuộc chơi chưa kết thúc đâu, vẫn còn bài thú vị ở phía sau. Vừa thăm ra đi tính gì trời. Nó đã gắn camera để theo dõi mình và con ả kia, qua đó mà khống chế mình, khiến mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Nó làm như vậy chỉ vì muốn mình mất mặt và để vết xấu đối với gia đình của Nguyễn Lan.
người thường hay luôn đối đầu với mình, đó chính là, chẳng lẽ là thằng Minh? Trương Quang. À, chào anh. Hình như là cậu đang gặp chuyện gì bất ổn, có phải không? Đúng là tôi đang gặp chuyện, nhưng mà tôi không biết cách giải quyết nó như thế nào. Là chuyện gì vậy? Anh có nhớ cái hôm mà anh rủ tôi đi bar chơi không? Vậy hả? Hôm đó tôi uống say quá, không làm chủ được bản thân. Tôi có qua đêm với một cô gái. Rồi sao nữa? Thì bây giờ cô ta theo bám tôi hoài, phá tôi muốn điên đi được. Nhưng mà tôi nghĩ là như vậy, có người ở trong bệnh viện này muốn chơi không? Cậu biết người đó là ai sao? Tôi chỉ mới nghi ngờ thôi, tại vì tôi chưa có bằng chứng. Nếu mà tôi tìm được bằng chứng, tôi sẽ giết chết đó. Trưởng Khoa, thật ra thì sao? Anh muốn nói cái gì? Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo lắng quá, coi như là chuyện xui xẻo đó mà. Biết sao giờ, thì cũng phải ráng từ từ tìm cách giải quyết. Vậy thôi, tôi đi làm ha. Bác sĩ Trung, nếu vẫn còn muốn làm việc ở nơi này thì hãy biết giữ cái miệng của mình. Có những chuyện cho dù mình có biết thì mình vẫn phải cố tỏ ra là mình bị điếc, bị câm. Hiểu chưa? Hướng à, tụi mày sẽ gặp quả báo rồi. Lan à, Lan, nghe anh giải thích nè, Lan à. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của anh nữa hết. Anh làm tôi quá thất Lan vọng. À, em nghe anh nói nè, anh có nỗi khổ riêng của mình mà. Anh im đi. Chào Hằng. Chào Minh. Minh ngồi đi. Nhìn Hằng hôm nay có chuyện gì vui lắm hả? Minh mở ra đi. Chìa khóa xe hơi à, Minh giữ một chìa, còn một chìa thì Hằng giữ. Minh có làm gì cho Hằng đâu mà sao Hằng lại tặng xe hơi cho Minh? Thôi, Minh không dám nhận đâu. Mình không cần làm gì nhiều, chỉ cần làm cho Hằng vui là được. Hằng mà vui thì mình muốn gì cũng được. Mình kêu đi. Mình chọn đi. Hằng ăn món gì? Món này được không? Món gì cũng được. Em sao vậy? Dạ không có gì. Nếu đứa bé trong bụng này là con của anh thì em sẽ hạnh phúc biết bao. Cô gái đó là ai vậy ta?
nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Ờ, anh đang có công việc rồi. Có gì anh gọi lại cho em sau nha. Ừ. Nếu mà anh có việc bận thì anh cứ đi đi. Có gì em đi về em đón xe ngoài về. Không sao, để anh chở em đi được mà. Không có gì đâu. Tụi nó về rồi kìa ông. Về rồi đó hả con? Ngồi xuống dạ. Đây đi con. Ngồi xuống đây con. Sao? Đi. Có mệt đồ không? Đồ của em nè. Dạ. Trời ơi, hai đứa đi khám về mà mua cái gì nhiều quá, quá trời vậy? Mua gì nhiều vậy? Dạ, hồi nãy khám xong con có chạy ra mua một ít đồ. Nè con, ở lại ăn cơm nha. Lát nữa dì xuống về nấu cơm luôn nè. Dạ, chắc con phải về đi làm thôi dì. Ủa, vậy đó hả? Dạ. Thôi con xin phép dì dượng con về. Ờ. Nè, khi nào rảnh ghé qua chơi nha. Dạ, anh đi nha. Dạ. Nè, bữa nay có gì mà sao má thấy con vui lắm phải không? Lúc mà ngồi đợi khám thai á thì con thấy có nhiều người có số phận bất hạnh hơn con lắm á. Nhiều người đang mang thai mà bị chồng đánh, có người á thì chồng lại đàn đúm. Sau khi con khám xong á, bác sĩ còn cho con coi hình của em bé. Em bé dễ thương lắm á. Con đã suy nghĩ khác hơn rồi. Con phải sống vì con của con. Buồn khổ thì con cũng không giải quyết được gì hết. Đúng rồi con. Biết nghĩ như vậy là tốt đó con. Có phải là anh đã có người phụ nữ khác rồi cố tình làm tôi mất mặt đúng không? Nếu như vậy thì tôi không chấp nhận được. Sao vậy con? Con với Khiêm có chuyện gì phải không? Ba thấy nó hôm nay không được bình thường. Từ hành động cho tới tinh thần, làm như là có ai sai khiến nó vậy. Con cũng không hiểu tại sao anh ta lại hành động như vậy nữa. Không ra cái thể thống gì. Rất là mất mặt con. Nó không nói với con gì sao? Nhìn anh ta con còn không muốn nhìn nữa thì nói cái gì được hả ba? Trước đây có bao giờ nó hành động như vậy không? Dạ không. Nếu như vậy thì chắc chắn nó đã gặp cái chuyện gì đó. Ý bà nói là anh Khiêm đã bị người khác hại ảnh đó hả? Anh Khiêm mới về đây chưa được bao lâu. Với lại tính của anh Khiêm á, không phải là loại người ham ăn thua với người khác. Nhưng làm gì thì làm, không có lửa thì làm sao có khói được hả ba? Còn sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động của anh ta như ngày hôm nay đâu. Thôi, con đừng suy nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con ngủ sớm đi. Dạ, con biết rồi. Ba ngủ ngon. Từ mẫu, mình làm nghề cứu người mà thấy người bệnh không cứu, làm nghề này làm gì nữa, đúng không? Ba đã đúng đó má. Lương y như tờ mẫu mà, đúng không ba? Chào má. Mai Anh ơi. Mai Anh. Dạ. Anh Minh tới nè con. Em, anh có mua gà tiệm thuốc bắc cho em nè. Em ăn đi, tốt cho mẹ và bé lắm. Cái mùi đó khó ăn lắm. Khó ăn cũng phải ráng ăn chứ con.
Gà tìm thuốc bắc mà. Cái này tốt cho em bé lắm. Con không ăn được thì con cũng phải nghĩ cho con của mình. Bởi vì ăn vô là bổ lắm nghe không con? Nha. Em hãy vì con mà cố gắng nghe em. À con, hồi này thằng Hào nó làm sao rồi? Con có gặp nó không? Dạ con bận nhiều việc quá nên cũng ít về thăm anh ấy lắm. Ờ. Thôi cũng đến giờ trực rồi, con xin phép ba má con đi trước. Ờ. Man à, em ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe. Anh đi nha. Ờ, còn tiền này em giữ đi, muốn ăn gì thì ăn nha. Ờ, thôi được rồi con để đó đi con. Ừ, con xin phép ba má. Ừ, đi đi con. Dạ. Nghe cái cách nó nói chuyện á là thấy không có thật tình gì hết trơn hết trọi. Anh em dù có bận bao nhiêu thì cũng phải ráng mà gặp nhau được chứ. Nói vậy sao? Ủa anh. Ừ. Có chuyện gì sao anh không vui vậy? Không có gì đâu, chỉ là một chút bực mình bên nhà dì Dượng thôi. Vậy thì em sẽ làm cho anh vui. Bên em anh được thoải mái như vậy thì lo mà rước người ta về đi chứ. Anh tính khi nào mới công khai chuyện của mình đây? Đừng có vội, trước sau gì anh cũng công khai thôi. Đợi thêm thời gian nữa nha. Ờ, dạo này em thấy Quyển Lan với Gia Kim thế nào? Hai người đó chắc chắn là sắp chia tay rồi. Tính của Quyển Lan á, lúc nào cũng sĩ diện như vậy. Vụ việc vừa rồi của Gia Kim, cô ấy không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Alo. Anh đang ở đâu hả? Ai gọi anh vậy? Sao em nghe có giọng phụ nữ vậy? Đang ở bệnh viện. Anh tới gặp em ngay, nếu không anh sẽ hối hận đó. Ai vậy anh? Không có gì đâu, anh có việc phải đi nha. Ừ. Sao em hỏi mà anh không nói? Ngoan, anh đi đây. Ừ. Nói thật đi, vừa rồi anh ở đâu? Tại sao lại có tiếng người phụ nữ bên cạnh anh chứ? Em không tin anh hả? Tôi đã gọi. Mình yêu nhau mà, đe dọa anh làm gì? Để em mở ra nha. Nè, anh coi đi, em đã lưu trữ rất là nhiều nơi, không phải chỉ ở đây đâu.
thể để cho việc này bại lộ được. Nếu không sẽ khiến cho sự nghiệp của mình sụp đổ. Mình không muốn sống một cuộc sống bị hiếp đáp khinh rẻ như trước đây nữa. Không, chính cô, chính cô là người đã không cho tôi sự lựa chọn. Chính cô. Sao, anh đã thấy hình của chúng ta hết chưa? Lần này em tha cho anh đó nha. Anh biết mà, em phải yêu thương anh. Anh hứa sẽ không bao giờ yêu người khác. Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu tới đây gấp đi. Bạn gái của tôi đang bị đột quỵ. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi đi ra ngoài, xong rồi tôi quay lại, tôi thấy bạn gái tôi đã chết dưới hồ bơi. Bây giờ làm ơn cho xe cấp cứu tới gấp giùm tôi nha. Dạ. Tạm biệt nha. Ba tìm con có gì không ba? Ừ, sao con? Công việc có gì trở ngại không? Dạ không, tất cả mọi thứ đều ổn. À, hôm nay bác sĩ Khiêm có ca mổ rất là quan trọng. Ba muốn con hãy khích lệ tinh thần cho nó có động lực làm thật tốt. Ba biết nó rất có năng lực,
Ba nghĩ sau này nó sẽ giúp ích cho bệnh viện rất nhiều đó con. Dạ, con biết rồi. Ba đi nha. Dạ, con chào ba. Khiếp. Anh Trung. Sao mặt mày bơ phờ vậy? Tối qua tôi ngủ không được. Mà không sao đâu, tôi ổn mà. Hình như là hôm nay cậu có ca mổ phải không? Nếu như thấy mệt mỏi quá thì thôi thay bác sĩ khác đi. Không sao đâu, anh Trung cứ yên tâm, tôi làm được mà. Chắc chắn tôi làm được mà. Dạ chào bác. Sắp vào ca mổ quan trọng, cậu hãy gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu trước khi vào phòng mổ. Nên nhớ là mạng người đang nằm trong tay cậu, phải cố gắng tập trung, đừng để sơ sót nghe. Dạ con biết rồi thưa bác. Con sẽ cố gắng. Chúc thành công. Dạ. Dạ chào bác sĩ. Ok, tôi làm việc nha. Vậy mấy cái tin nhắn rác ở đâu cứ lọt vô máy? Tin quảng cáo hả anh? Không, tin nhắn hình. Toàn là tươi mát không. Trên mạng đầy á mà. Nhìn body thì quen lắm, nhưng mà cái mặt thì bị lờ mờ, không thấy rõ. Thôi, mệt mấy người quá, tập trung làm đi. Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân xấu số đó. Người này không hề có tiền sử bệnh tật gì cả. Huyết áp, tim mạch hoàn toàn ổn định bình thường. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy ekip gây mê cũng làm theo đúng quy trình. Nói vậy là lỗi hoàn toàn ở bác sĩ mẫu hả? Hãy để cho bọn phóng viên đối tình kết luận. Việc của anh là phát tán tài liệu này cho chúng. Chuyện quá đơn giản. Trong đó có địa chỉ người nhà của bệnh nhân đó. Ok, tôi sẽ cho đàn em tới làm lớn chuyện này. Lần này tôi nợ anh, nhờ anh giúp cho một tay. Ơi, nợ nần cái gì bác sĩ. Làm nghề như tụi tôi á, còn vô bệnh viện gặp bác sĩ phụ, à không, bác sĩ ngoại khoa dài dài, đừng có lo. Dạ thưa bác, tất cả lỗi là do con. Con xin chịu trách nhiệm. Còn tất cả anh em đồng nghiệp còn lại, họ đã làm đúng trách nhiệm của mình. Một bác sĩ tài giỏi như cậu mà lại để cho bệnh nhân bị tử vong. Nếu sai sót không đến từ khâu gây mê, vệ sinh, phụ tá, vậy thì nguy cơ là do đâu? Do đâu mà cái bàn tay vàng của cậu, một thạc sĩ bác sĩ, mà lại để rủi ro xảy ra như vậy? Giờ con cũng không biết nữa.
dường như là cậu đang bị một vấn đề gì lớn chi phối đúng không? Dạ không có đâu bác. Nghe nhân viên nói lại khi đi đường mổ quyết định, tự nhiên cậu bị rung tay để phạm vào vết mổ đó dẫn đến tử vong. Dạ con không biết tại sao lúc đó con lại bất cẩn như vậy. Thôi bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi, cái rủi ro ngoài ý muốn. Ngày xưa khi đó bác còn là một bác sĩ trẻ thì có đôi lần bác cũng gặp thất bại, mà mỗi lần như vậy thì bác cũng được các đồng nghiệp động viên giúp đỡ. Mà cái người cận kề giúp đỡ cho bác đó là cha của con đó. Vậy con cảm ơn bác. Ba coi thử mấy thông tin ở trên mạng đi, nó lan truyền trên đó hết rồi. Tại sao lại như vậy? Thật là quá đáng. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu coi ai đã cung cấp tin nội bộ này cho người ta đăng lên. Anh chị kiếm đâu? Anh kiếm đâu? Anh đây đây đâu? Anh đây. Ông phản lại đây lên. Ông phản lên nè. Đây đây. Chịu trách đây. Anh chị kiếm. Anh chị kiếm nè. Anh đâu? Anh đâu? Anh đâu? Nhiệm đi. Mạng định ông phản. Thằng bác sĩ kiếm đâu? Bác sĩ đây. Bác sĩ ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Ở ngoài kia rất là đông người. Họ nói họ là người nhà bệnh nhân, họ bắt đền bệnh viện mình. Hả? Ba. Sao vậy? Mẹ để con đi ra ngoài giải thích. Tai nạn trong y khoa là điều ngoài ý muốn mà. Không được đâu chị. Ở ngoài họ nhìn có vẻ rất là hung dữ. Chị ra ngoài một mình không có ổn đâu. Đúng rồi con. Để ba suy nghĩ tìm hướng giải quyết. Mọi người bình tĩnh lại đi. Dạ xin mọi người. Bình tĩnh cái gì? Lại đây, ông quyết đi. Bình tĩnh đi. Xin bà con hãy bình tĩnh. Mọi người cứ bình tĩnh đã. Bệnh viện chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm. Ai làm sai thì chúng tôi sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Mọi người hãy thông cảm. Đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn của bệnh viện chúng tôi. Đây là một tai nạn mà. Xin mọi người hãy bình tĩnh lại. Dạ, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bà có làm sao không ba? Lấy thuốc cho bà. Bác sĩ à? Bác sĩ An, đưa giám đốc vào trong đi. Mọi người à, mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bây giờ tất cả mọi người bình tĩnh nghe tôi nói một tiếng đi. Sao mọi người muốn làm gì cũng được hết nha. Trước hết tôi xin thay mặt những người bác sĩ ở đây cho tôi xin được phép cúi đầu xin lỗi gia đình bệnh nhân vừa qua đời. Thằng này nói chuyện nghe được nè. Thưa mọi người. Sao? Bệnh viện chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc vừa xảy ra. Tai nạn nghề nghiệp dù không thể tránh khỏi, nhưng mạng người thì không có thể nào sánh bằng được. Sai ở khâu nào, chúng tôi quyết làm cho ra lẽ để lấy lại công bằng cho người đã mất. Đồng thời cũng là giữ uy tín mấy chục năm qua của bệnh viện Á Châu. Đó là một bệnh viện hoàn hảo. Các vị hãy yên tâm về lo hậu sự nha. Tôi hứa 3 ngày nữa chúng tôi sẽ họp báo công khai, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Và khi đó các vị có yêu cầu gì chúng tôi sẽ giải quyết cho tới nơi tới chốn. Còn bây giờ khi không có mặt cơ quan chức năng ở đây, nếu các vị uy hiếp người khác thì sẽ chịu hình phạt trước pháp luật đó. Anh em mọi người hãy tin tôi. Tôi lấy danh dự của tôi ra bảo đảm với anh em. Tôi là Năm Non, đây là Biểu Núi, còn đây là Miêu Mọc. Tôi nãy giờ mọi người ở đây cũng nghe bác sĩ này nói hay là rất là quý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Bác sĩ đã nói 3 ngày nữa sẽ trả lời cho anh em. Mọi người hãy yên tâm. Bây giờ anh em và người nhà hãy về. Đúng 3 ngày nữa tôi sẽ giành quyền lợi lại cho nạn nhân, được không? Nếu nói vậy thì ok. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì anh em mình cứ về, tôi sẽ đảm bảo chuyện này. Được rồi. Thôi mọi người giờ làm việc tiếp đi. Dạ. Mình đi. Lan. Anh vô trước đi. Em hãy nghe anh giải thích đi. Anh không cần phải giải thích. Chính thái độ hèn nhát của anh lúc nãy đã nói lên tất cả rồi. Nhưng mà
Nhưng mà em cũng thấy rồi đó, lúc đó mọi người đang điên lên. Nếu như anh đứng ra giải thích, ai đâu mà chịu nghe. Vậy tại sao cũng có người chịu đứng ra giải thích cho tất cả mọi người để cứu nguy cho nguyên cái bệnh viện này? Em cứ yên tâm đi, trong buổi họp báo anh sẽ đứng ra nhận trách nhiệm của mình. Ok, vậy thì anh chuẩn bị đi. Và đừng có đi theo tôi nữa. Nên nhớ, đừng làm phiền ba tôi, hãy để cho mấy nghỉ ngơi. Sao cú sốc gì rồi? Có chuyện gì buồn rầu hoài vậy? Có chuyện gì thì nói tôi nghe, anh em cùng nhau giải quyết. Thôi được, nếu cậu không nói thì cũng được. Nhưng mà tối nay cậu rảnh không? Tôi sẽ đưa cậu đi vô bar chơi. Vô đây, tôi bảo đảm cậu sẽ hết buồn liền. Cứ mỗi lần tôi bị stress công việc, tôi vô đó là tất cả mọi nỗi buồn đều tan biến hết. Ok, sao tôi tự nhiên lại quên vấn đề đó hả? Anh hay đi bar nhiều, anh có biết cô gái này không? Nhìn quen, tôi thấy quen lắm. Hình như lần nào tôi vô bar tôi cũng gặp cô này hết. Nè, nếu mà như vậy á, anh giúp tôi tìm địa chỉ của cô gái này có được không? Có chuyện gì mà quấy là gì của anh mà phải tìm cô ấy? Thì chính vì có việc cần mới nhờ tới anh giúp. Anh có giúp tôi được không? Được, anh em không à, cứ gửi hình đó qua cho tôi đi. Ok, rồi có gì thì tôi gửi qua cho anh nha. Bây giờ cậu ăn gì không? Tôi lấy cho cậu ăn. Không, thôi được rồi, tôi phải đi bây giờ á. Vậy nha. Tôi gửi hình rồi đó, có gì nhớ coi ha. Cảm ơn trước ha. Ngồi xuống đi, từ từ đi đâu mà vội vậy? Tôi có việc, tôi phải đi gấp. Ngồi xuống. Bác sĩ Kim vừa mới nói gì với anh vậy hả? Cậu ấy buồn, tôi hỏi thì cậu ấy không trả lời, rồi bỏ đi như vậy đó. Buồn chuyện gì? Không biết, tôi hỏi hoài cậu ấy không có nói. Anh Trung, anh lớn tuổi hơn tụi tôi, chứ anh cũng đủ hiểu cái chân lý kẻ khôn biết lừa chủ mà phò, còn nếu không thì Kim. Anh ra đây. Đi ra đây. Nè. Cô kéo tôi ra đây làm gì vậy? Anh, tay dách mặt rừng. Em có chuyện muốn nói với anh. Nói với tôi bây giờ có gì quan trọng nữa đâu? Em biết, em hiểu hết đó. Nhưng mà cũng vì em quá lo ngại cho cái chuyện vừa mới xảy ra. Tính đang ngủ tôi hả? Dạ không phải. Em có là cái gì trong mắt anh đâu mà dám ăn ngủi anh. Chẳng qua là em nghĩ anh đang rất cần cái bằng chứng mà em đang nắm. Bằng chứng gì? Thì cái bằng chứng mà chứng minh là anh vô tội trong chuyện làm chết bệnh nhân vừa rồi đó. Nè, tôi không có giỡn nha. Cô đừng có đoán mò. Bằng chứng gì? Thật ra bệnh nhân không thể tử vong vì nhát dao sơ ý. Mà trước đó trong quá trình gây mê đã có người can thiệp. Em có bằng chứng chứng minh có người can thiệp. Cái gì? Là ai đã làm? Thì là người lúc nào cũng chờ đợi anh sơ hở để đạp anh đó. Cô nói cái gì vậy? Tôi mới về bệnh viện, có hại gì ai đâu mà người ta hại tôi. Có đó. Ai biểu anh tranh giành cướp đi vị trí trưởng khoa của người ta làm chi? Cái gì? Là phó khoa Minh hả? Ừ,
Anh cũng thiệt là tinh ý quá. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Bây giờ bằng chứng đâu? Cô đưa đây cho tôi. Bằng chứng em để ở nhà rồi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về lấy liền. Nhưng mà anh phải chờ sau giờ làm việc chứ. Chờ tối tối một chút, chứ để ai thấy anh thấy bất tiện quá. Thiệt, em nói thiệt, em thấy tội nghiệp anh quá. Ok, sao giờ làm? Chào anh. Đây, anh xem đi. Bác sĩ muốn muốn thằng đó mức độ nào? Cấp 1 hay là... Chưa cần thiết đâu anh. Bây giờ anh chỉ cảnh cáo nó sơ sơ thôi, cho nó bỏ cái thói xen vào chuyện người khác. Tiếp theo em sẽ tính tiếp. Chuyện nhỏ. Dạ, em gửi anh. Dạ, cảm ơn anh. Em đi trước nha. Ok. Chào anh. Dạ, em nghe đây nè ca. Mẹ mày, sáng giờ tụi mày đi đâu hết trơn vậy? Sao tao không thấy thằng nào hết trơn vậy? Dạ, sáng giờ tụi em ngủ quên đại ca. Đi qua đây liền. Dạ. Xử lý vụ này cho tao. Dạ, dạ, em qua liền. Ê, ê, nào mày. Xuống xe mày. Xuống xe mày. Nhảy lên. Xuống. Xuống xe. Mày nhớ nha. Anh à, anh có sao không vậy? Tôi không sao. Bọn họ là ai? Tại sao lại đánh anh vậy? Tôi không biết. Sao tự nhiên lại đánh tôi như vậy đó? Họ có nói tại sao lại đánh anh không? Họ nói cái gì mà họ đánh tôi vì cái tội nhiều chuyện. Đừng có nói chuyện gì cho ai nghe gì đó. Tôi không có biết gì hết. Khắc Minh, không lẽ là mày? Khắc Minh. Khắc Minh là ai vậy? Tại sao lại cái người đánh anh? Tôi có nói anh cũng không biết đâu. Bây giờ anh có sao không? Thôi để tôi đưa anh đi bác sĩ nha. Bác sĩ gì? Tôi là bác sĩ nè. Vậy bây giờ anh có thể đi về được không? Thôi được rồi, tôi về được rồi. Cảm ơn anh. Chiều em đi mà. Cái gì? Sao?
Chiều em đi rồi em sẽ giúp anh. Yêu em đi anh. Ủa, anh Trung. Trời đất ơi, cái mặt anh bị sao vậy? Té xe hả? Ừ, nhìn vậy không phải té xe đâu. Hay là anh bị người ta đánh hả? Có phải chính cậu đã thuê người đánh tôi phải không? Giỡn hoài anh Trung. Anh nói gì vậy? Anh có bằng chứng không? Không cần bằng chứng. Chính cậu chứ không ai nữa hết. Nè, anh không bằng không chứng gì mà dám khẳng định tôi hả? Tôi không cần bằng chứng gì hết. Bộ anh không sợ tôi sẽ thưa anh cái tội vu khống tôi hả? Lúc đó ở tù chứ chẳng chơi đâu nha. Cậu đừng có đắc ý. Tôi mà biết chắc chắn đó là cậu làm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Để tôi coi anh làm được gì tôi. Mà tôi nói cho anh nghe, anh nên coi lại mình đi. Anh còn vợ còn con, lo tranh thủ thời gian về nhà chơi với họ đi. Đừng có xen vô chuyện của người khác, có ngày gánh quà đó. Vậy đi ha.